Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà mình thường chiên cơm nguội lên, làm sao để có một cái màu vàng tươi tự nhiên mà hạt cơm không có bị khô nè. Với cái số lượng cơm khoảng một tô như vậy, mình sẽ dùng hai cái lòng đỏ trứng gà, rồi mình bóp cái lòng đỏ này với cơm nguội nha. Cơm nguội qua đêm để tủ lạnh mình thấy chiên lên càng ngon á. Còn cái phần lòng trắng á thì mình sẽ chiên trước với dầu ăn rồi đánh tơi ra từng miếng như vậy nè. Sau đó cũng cái chảo dầu đó mình sẽ phi thơm một chút xíu tỏi. Khi mà tỏi nó đã vàng thơm rồi, mình sẽ bỏ cái phần cơm mà có cái lòng đỏ trứng gà hồi nãy vô đó. Mình sẽ chiên qua chiên lại rồi nêm nếm một chút xíu. Một hồi là cái hạt cơm này nó sẽ phủ đều bằng cái lòng đỏ trứng gà và lên màu vàng tự nhiên rất đẹp luôn. Tiếp đến là mình sẽ cho cái lòng trắng vào để mình chiên. Rồi nhà có topping gì thì mấy bạn bỏ vô. Mình làm đơn giản lắm, hôm nay nhà ăn cơm nguội nè, đâu có topping gì đặc sắc đâu, chỉ có xúc xích thôi và một chút xíu chà bông. Mình nhìn hấp dẫn quá trời luôn. Mấy bạn thấy màu vàng ươm có thích mắt không? Mấy bạn làm thử nha, đảm bảo thành công đó.